Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Assassin. Let's go. Ok. Wow, rất là đông. Còn 6 anh chàng nữa. Wow, đỏ đỏ rồi. Phải cẩn thận con này thôi. Một anh chàng cuối cùng. Ok. Let's go. Rất là đông luôn. Ok. Rồi, mình sẽ loại hai chàng này lên, sau đó thì mình sẽ tiêu diệt. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Sonic Dash. Let's go.
đấy là một cái game khá là lâu đời rồi và cái game này cũng rất nhiều bạn trẻ vẫn còn đang chơi và mình thấy tựa game này chơi rất là hay. Let's go. Oh my god, cái này vượt túi nên mình lại nhảy lên. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3. Big Guy Chapter 7. New game Metro Chapter 7. Don't worry, Wendy. We're waiting all up here. Let's go. Okay. Bên sàn nó đang ở đâu? Ngoài kia. Ok, mình sẽ đi nào. Oh my gosh. Mình phải tìm cách để thoát ra khỏi đây. Green cây, mở cái này ra, xem có gì không. Hammers. Đây, blue cây xuống đây. Let's go. Yellow. Rest, go.
Ok, mình đã thoát ra khỏi đây rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái kênh thứ tư, Zombie Tsunami. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ok, mình sẽ lên trên này xem, ở dưới này không biết có gì không. Mình phải ủi cái này rồi. Rồi, đã cánh cửa đã mở. Bây giờ thì mình sẽ sang bên này. Ok, let's go. Ủa cái này vào you
phải lôi cái này sang cơ. Không biết lôi kiểu gì đâu. Phải lên bảng. Đây rồi. Tiếp tục lôi sang đây, sau đó thì mình sẽ nhảy lên đây, điều khiển rồi, ok rồi, các bạn lại lôi lại cái này sang đây, sau đó thì mình sẽ ủi vào trong này, rồi cánh cửa mở ra rồi, trèo lên. Đây là một tựa game chiến thuật cũng rất là hay, các bạn phải tính toán làm sao để mở và đi tiếp. Ok. Không lôi được rồi. Oh my gosh, đi luôn. Yeah. Cái đó thì các bạn không nên lôi vào trong. Với mình lại phải lôi ngược lại để có cái chỗ đà để nhảy. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Siren here. Help me. Ở đây có một chiếc chìa khóa. Mình sẽ hóa thân là một anh chàng cảnh sát, sau đó thì mình sẽ vào trong này. Ok. Khi mở cánh cửa ra, vào trong này. Oh man. Vậy là mình đã bị Siren here bắt mất. Tỉnh dậy trong một căn phòng. Ok. Đi xung quanh đây xem có gì không. Rồi, let's go. Find a good star and enter the circle. Help me. Help me. Chắc chắn có gì đó. Oh my gosh, Richie. Help me.
khu gì đây cả. Thế thì cứu cô ta cần gì đây? Mình sẽ đi sâu trong này xem. Đây rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Phát sáng. Chạy vô. Ok, follow me. Hãy theo tôi. Can you help me? Rất nhiều người bị nhiễm, bị ông này thôi miên. Ok, mình sẽ đi đường khác xem. Let's go. Are you ready? Welcome to the new. Oh my god. Đây là khí độc rồi. Oh my god. Cái này phải có một khẩu trang thì lúc đó các bạn vào với không bị gì. Because let's go. Đây là một tựa game sinh tồn bằng 2D, cũng rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Và cũng rất nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này. Ok, và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nhá. Let's go. Do hiện tại đang là buổi sáng sớm. Rồi, mình sẽ phải đào mấy cái gỗ này.
Đây là một tựa game sinh tồn. Các bạn đào gỗ, sau đó thì chế ra một loại gỗ khác để các bạn xây nhà. Ok, đây là cái gỗ để các bạn xây nhà. Đó, các bạn có thể xây. Đó, tầm khoảng 3 bậc thôi. Các bạn có thể xây lên 2 tầng hoặc tùy ý các bạn, theo sở thích của các bạn. Ok. Ở đây là chỗ để các bạn chế. Mình sẽ xem ở đây có chế được cái gì không. Không, không được. Mình sẽ chế cái này trước này. Đó, ok. Và khi có cái này rồi thì các bạn có thể chế những món đồ trong đây. Ví dụ như cái này thì các bạn có thể lấy thêm một cái nữa, sau đó chế ra những cái món đồ này. Rất đơn giản thôi. Các bạn mới đi nhặt những món đồ khác. Cho chế những món đồ ở trong cái hòm đầu này. Ok. Rồi, và mình sẽ xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.